thì cuộc đời tặng cho bạn quá nhiều nỗi đau. Nhưng qua câu chuyện của em đó, anh mới nhớ anh có một câu chuyện anh chứng kiến luôn, anh sẽ kể cho em nghe. Anh đến một cái làng nọ, anh làm chương trình thì có một cái anh đó bị liệt, anh nuôi hai đứa con bị liệt, nuôi một ông anh bị liệt và một người ba bị liệt, mà anh phải nuôi 4-5 người như thế. Anh sửa điện, sửa quạt, anh bằng hai cái tay thế này. Thì anh vào nhà thì anh mới nói chuyện với gia đình, thì ông anh nó nói thằng nó bị khùng rồi, nó cười hoài à, nó không có khổ đâu Linh ơi. Dạ. Nó vô tâm nó cũng cười hoài. Tôi hỏi nó cái gì nó không có buồn. Xong anh quay qua anh hỏi hàng xóm, anh nói thằng đó nó cười hoài, nó cười giống như bị điên vậy đó. Linh mới thấy ngạc nhiên, một cái người mà nuôi tới 4 người bị liệt như thế mà lúc nào cũng nở nụ cười rất là tươi. Linh cũng không tin. Và Linh mới nói anh sao anh cười hoài vậy, anh có đau không, có buồn không? Ông cũng cười. Anh nói không, tôi vui lắm. Sau một hồi chất vấn và anh nói tôi không tin là anh cứ cười hoài như vậy, anh mới kéo Linh vào phòng, anh đóng phòng lại, anh lấy mấy cái mền rách rồi áo dùng nhét mấy cái lỗ lại hết và anh khóc. Anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình mới rất ngạc nhiên, anh nói tôi khóc thường xuyên như thế này là Linh, bởi vì nếu tôi khóc ngoài kia đó, anh tôi sẽ là người tự tử chết trước, ba tôi sẽ là đau buồn sẽ chết theo, và hai đứa con tôi sẽ cảm giác cuộc sống này nó đen tối quá và cũng tự kỷ như là như thế. Chính vì thế tôi phải cười, cười trước mặt mọi người, chứ tôi không có khùng đâu.